nhìn đó, bộ xương của con khủng long nè. Nhìn con này nó ngót là vô hội dữ. Xin chào cả nhà. Hai chồng mình đi chơi á, bây giờ đang trên đường đi về nhà nghe cả nhà. Trên đường đi về nhà ghé lại bà chỗ bảo tàng khủng long á cả nhà. Chơi tí rồi về nha. Bây giờ đang mở cửa đi vô trong chỗ cái bảo tàng đó đó nghe cả nhà. Mình đang bị cảm, bị khan tiếng, nói chuyện không có được ấy cho lắm, không có được rõ cho lắm á. Cả nhà xem nghe thông cảm giúp mình nha. Giờ xuống xe mua vé vô cổng nha cả nhà. Giờ xuống xe mua vé vô cổng. Một vé như vậy là một người là 5.000 tiền Hàn nha cả nhà, 5.000 cỡ 89.000 tiền Việt Nam nha. Mình mua vé xong rồi người ta kêu mình chạy xe vô trong được luôn đó cả nhà, nên hai chồng mình chạy xe vô trong nha. Chứ để xe ở ngoài này đi bộ vô cũng xa cả nhà, nên giờ hai chồng mình chạy xe vô trong luôn nha. Bây giờ cho chạy xe vô trong cả nhà ơi. Giờ anh chồng mình nó khi mình xuống xe đi vô trước đó nha. Giờ để nó đậu xe. Mình xuống xe mình đi vô trước khủng long nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem ở ngoài cửa nè. Nó có hai con khủng long nó đục tường nó chui ra nè cả nhà. Chỗ bảo tàng này thì kiểu như là dành cho mấy em thiếu nhi á, mấy em nhỏ thích khủng long rồi đó. Vô đi ngắm thôi cả nhà ơi. Nhưng mà hai chồng mình trên đường đi về á, đi ngang qua rồi sẵn rồi ghé vô đây quay một tí cho cả nhà xem. Bữa nay mình bị cảm á cả nhà, nước mũi nó chảy hoài vậy đó. Nói chuyện thì không có được rõ, cả nhà nghe thông cảm giúp mình nha. Giờ vô cửa nha cả nhà nha. Trong đây thì mấy em nhỏ nhỏ đó cuối tuần á, người ta dẫn vô đây cho mấy em chơi nữa. Ở trong đây thì toàn là kiểu dạng như là những cái bộ xương của những con khủng long thôi cả nhà. Nhưng mà xương này mình nghĩ là chắc là xương giả nha. Chỗ này mình đã có đi một lần với người em chồng của mình á, dẫn lại đây chơi á. Rồi lần này á mình kêu sẵn đi ngang á, mình kêu chồng mình á hả vô chơi. Chồng mình nó chỉ ở dưới nhiều những bộ xương của khủng long á. Bây giờ hai chồng mình đi xuống dưới xem thử nha cả nhà nha. Đây là những cục đá lâu năm lắm cả nhà. Anh chồng mình đã bảo những tảng đá này rất là lâu năm á. Ít thôi tôi đi vừa á. Người ta trưng bày ra cho mình xem nha.
Cả nhà nhìn cái tảng đá này giống như mình kêu bằng gì, thạch kêu bằng thạch gì đó. Nhìn nó đẹp ha cả nhà, giống như muối đó. Còn đây anh chồng mình bảo là kim cương thật, mình bảo là kim cương giả, còn nó là bảo là kim cương thật nha cả nhà nha. Mình cũng không biết giả hay thật. Đi vô trong kia thì quay cái chỗ này nó làm mấy con này, con còn con chim nữa cho cả nhà xem. Cái này mới nhìn đó, mới nhìn mấy con này giống y như thật, lại gần nhìn nó giống y là thật luôn. Nhìn mấy con quả đằng kia cũng vậy, y như con thật luôn. Chủ viện bảo tàng này nó cũng không có cái gì nhiều, chỉ là những bộ xương của những con khủng long thôi. Nhưng mà mấy em nhỏ vô đây rất thích nha cả nhà nha. Cả nhà nhìn bộ xương con khủng long này, hết tuyệt vời. Không biết sao mấy em, mấy đứa em bé nhỏ nhỏ nó thích khủng long hết biết. Vô đây nó đứng nhìn miết, không chịu đi. Trong đây còn rất nhiều những bột xương của khủng long luôn cả nhà, nhìn giống y thật luôn nha. Cái này không biết là xương thật hay xương giả thì mình cũng không biết luôn. Nhìn những sọ đỏ, những cái sọ của khủng long này dữ lợi nha. Vô trong kia thì mấy đứa em nhỏ rất thích luôn. Đây mình đang đứng, mình coi cái con nhỏ dưới đây nè, cái tự nhiên cái con to ở trên nó ngoắc cái đuôi làm mình hú hồn. Mình hú hồn với cả nhà ơi. Nhìn hú hồn với con chân đưa lên này. Nhìn con này nó ngót 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 là hú hồn với luôn.
xương thôi nè chứ. Đúng rồi, bỏ vô, bỏ vô. Ờ, xăm vô chứ. Giờ nghe nó không chân thành rồi. Mới đầu mình đứng đằng kia mình thấy nó quá có cái đùi hổ hổ dí cho nghe. Có ở đây không? Đây còn một con té này nha. Ở trên này có con. Giờ hai chồng mình đi chở gan, cả nhà nhìn trên kìa, toàn là xương nha, bộ xương nha, ở chỗ nào nó cũng trang trí toàn là bộ những bộ xương thôi, đủ loại con. Đấy. Giờ hai chồng mình đã đi gan kìa cả nhà, xem xong rồi nha, chỉ có vậy thôi. Bây giờ đi ra đi về được cả nhà ơi. Mình đang ở dưới tầng hầm nha. Đang ở dưới tầng hầm. Bây giờ đi thang máy lên trên á. Mình đi ra đi về nha. Cả nhà cùng mình ngắm cảnh ở Hàn Quốc nha. Đấy. Mình sẽ quay một ít đường lộ cao tốc. Lộ này cũng không hẳn là cao tốc nha cả nhà nha, cũng như là lộ thường thôi, nhưng mà nhìn nó khung cảnh đẹp nên quay cho cả nhà xem. Đấy, đây nè, nhìn nó đẹp quá nên quay cho cả nhà xem, cả nhà cũng ngắm cảnh với mình nha. Ở đây thì đi xe thì rất thoải mái cả nhà, lộ quá, lộ cao tốc chạy rất thoải mái nha. Bây giờ cũng đói bụng quá cả nhà. Bây giờ mình vô chỗ trạm dừng chân ở đây mình ăn một miếng gì nha cả nhà nha. Tại vì giờ nó cũng trưa rồi đó. Nên vô trạm dừng chân ăn miếng gì rồi đi tiếp nha cả nhà nha. Đây, tới trạm dừng chân này nha cả nhà. Mình vô đây kiếm miếng gì ăn nha cả nhà nha. Trạm dừng chân này á không hẳn là lớn, nhỏ thôi nha cả nhà nha. Ý cơ, cái nhà ý có một cơ. Cái nhà ý có một cái trời.
Hả? Ôi. À, mình mua đồ ăn rồi nghe cả nhà, mình mua bằng máy tự động á, cứ đổi số là mình đi lấy, mình ăn thôi. Ở chạm dừng chân là toàn là vậy thôi nha. Mình ăn xong rồi mình tự đem chén bát lại chỗ mình bỏ để ngay cả nhà. Cái món này tiếng Hàn gọi là u tung cả nhà, nhưng tiếng Việt mình không biết là món gì. Cả nhà xem đoạn này thông cảm giúp mình nha, tại vì cái đầu mình nằm trên xe nó bù sụ quá, thi gớm quá nên mình che lại bớt ngay cả nhà. Cả nhà thông cảm giúp mình nha. Bây giờ đi tiếp rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đi tiếp nha cả nhà. Mình đi trên đường đi về đó thì thấy cảnh đẹp quá đi nên quay cho cả nhà xem. Đây là chỗ này là đường gỗ cao tốc nha cả nhà. Nhìn thấy nó đẹp quá đi nên quay cho cả nhà xem. Cả nhà cùng ngắm cảnh với mình nha. Mình về cũng gần tới nhà cả nhà. Qua trạm thu phí này nữa là tới nhà nha. Bây giờ xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nếu cả nhà thích cái video mình, cho mình xin một đăng ký kênh, một share, một like ủng hộ mình để mình làm thêm những khác nha cả nhà. Bye bye cả nhà.